Trời đất ơi, có ai mời mày đâu mày ngồi ba lít. Ngồi xuống đi, sóng sàng xíu đi. Là mình được tự ngồi luôn hả? Bà chủ, rồi còn giờ lấy ly mình góc vô mình uống ly cái cho giãn gân giãn cốt nè. Tập sang đi. Thì dưới quê cái ly bay lớn thì mình góp bay lớn cho đầy ly mà. Ui, ui. Rồi. Trời ơi, tí quá. Rồi mình vô một cái cho giãn gân giãn cốt đây nè. 1, 2, 3. Xong được cụm đi. Bỏ đầu gối xuống. Thôi ngọn vậy khỏe. Tập sang đi. Bỏ cái kia qua bên ăn cho nó thoải mái đi trời. Ra đường ta ăn người ta giật rồi sao? Vô đi. Kệ mày. 2, 3. Xong cụm. Cụm bể ly lấy tiền đâu thường. Cụm nhát đi. 2, 3. Vô. Trời ơi. Bụi gì mà chú kỳ vậy? Trời ơi. Đập mọi cái. Đập sang đi. Trời trời. Sao dưới quê xài ba đũa tre gấp dễ ợt hả? Ba đũa này chân lùi không gấp dính miếng não cơ nè. Cái đũa này là để gấp rau. Còn cái heo rừng này là mình phải bóc. Tại sao cái chén rồi lại lên cái dĩa? Đó, mày thấy không? Bóc hả? Ừ. Xẻo lá mày có không? Công nhân mình theo gừng nó dai ghê mày ơi. Má. Nói nhỏ, sang xíu. Có ở đâu thì dưới quê mình cũng nói chuyện gỗn gỗn vậy thôi. Ăn cái kiểu nhà hàng là người ta lấy chén nước mắm người ta chan lên đây. Đó, công nhân mình theo gừng nó dai ghê mày. Ngon quá chị ơi. Tập sang giùm tao một chút xíu coi trời. Sáng gì ăn mẹ rồi sáng gì đó. Ngon quá. Chết đói gần đâu mấy chục năm luôn. Thôi giờ ba đất đây. Giờ tao mày tính tiền đi. Rồi đi về kiếm khách sạn nào im im mình vô mình ngủ một giấc. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Tính tiền bà chủ ơi. Của hai cậu 1.585.000. Cái gì? 1.585.000. Đeo. Coi. Đúng không? Trời đất ơi. Sao hai tôi uống có mấy ly rượu, ăn có mấy dĩa bầu gì chịu mấy vậy? Giá nhà hàng mà cậu. Trời đất ơi. Tại sao? Với cái giá nhà hàng mà chị lấy có 1.000.000. Đáng ra là phải chẳng 2.000.000. Mày bị điên hả ba lít? Nè bà chủ, bà đừng có thấy tụi tôi dưới quê lên rồi bà chặt chém tôi nghe. Mày tập sang đi. Để em xử lý. Giỡn thôi bà chủ. Giỡn thôi chứ chả là chả tới nóc luôn á. Vậy chả đúng số tiền thôi nha. Trả lẹ đi. Nhanh đi. Phải lâu. Chị chờ tí xíu. Bo luôn. Gì? Cái gì mày đi điên hả? Giữ tiền thì trả đi là nó kiếm thấy bà nội tôi luôn. Tao kiếm không thấy gì hết. Mày bị điên hả? Tiền tao đưa mày giữ, tao có giữ đồng luôn các bạn nào đâu. Mày khùng hả? Tao móc trong cái áo rồi xong trong tới cái cặp tới cái túi quần không có cái bóp thì nó nằm ở đâu thì mày không giữ thì ai giữ? Nè nè, hồi lên xe là tao đã đưa tiền hết cho mày, mày bỏ trong cái bóp rồi mày có làm gì đâu, tao sao tao biết, đừng nói đổ thừa tao giữ cái bóp của mày nha. Nhưng mà khi xuống xe tao gặp ông ăn xin tao móc 200 thật cho ông. Nhưng mà thì vậy là ông ăn xin không lấy cái bóp rồi cái còn đây gì? Ông ăn xin đã bao lâu rồi không về Sẹo Lá thăm người cha. Biết lên Sài Gòn gừa chén tôi không thèm lên. Ê,
Tao thấy á, bà chủ nhà hàng này á, bà cũng tốt đó mày. Tốt cái gì nữa? Mình mà không hên gặp được bà chủ tốt hả? Là bà bắt mình lên trên công an, nhốt mình mấy ngày, bắt đền mình rồi. Tao coi trong phim là kêu giang hồ để đánh tụi mình luôn á. Rồi sao từ hồi lên tới giờ mày có điện phi bóng không? Sao không thấy nó xuất hiện gì chân vậy? Nghe nói là tao tức. Đừng có nhắc tới đó nữa. Thằng Đồng Hương cái gì lên gọi hoài không nghe máy. Để giờ tao mày cứ chế gì nè. Mày hay quá. Anh Phi Bóng, anh Phi Bóng. Thấy sang bắt Hoàng làm họ. Còn giờ đó. Dạ chị ơi. Sao? Dạ hai đứa em vừa làm xong công chuyện hết trơn á chị. Dạ. Rồi thôi hai cậu ngồi đi. Dạ cảm ơn chị. Hai đứa em được ngồi hả chị? Ngồi đi ngồi đi. Sao bây giờ kể cho tôi nghe coi sự thể là sao. Dạ chị thú thiệt á là hai thằng em ở với xẻo lá hồi đó giờ không biết Sài Gòn sao hết trơn á, muốn lên đây để đi chơi với muốn tìm cơ hội mà lên bạn em gọi nó không bắt máy. Ê đói bụng quá mày ơi, mình kiếm chỗ nào có quán cơm tấm mình ăn đi. Cái gì cũng phải từ từ. Đói thiệt. Cô cho hỏi thăm có quán cơm tấm nào không cô? Tao tán vô mặt mày bây giờ nè. Ở đây không phải giống như dưới quê mình. Cô ơi cho chén gạo, cô cho chén muối. Tập làm sang đi. Mày muốn làm đại gia không? Sao? Theo tao. Ô, chào chú. Chú có sao không? Không, trả tiền cho xin không có. Ê, trời ơi. Ôi. Chú bị sao vậy chú? Để kiếm. Cho hỏi chỗ nào có quán cơm thấm không? À, còn đây nữa, đâu nữa. Dạ. Tiền cho tôi xin ít tiền, chú đói quá chú. À, chú dưới mắt không chú, quán cơm dưới mắt không? Không, dưới mắt. Dạ. Chú ít tiền, chú ăn cơm. Được rồi, khót, khót cho. Bà Linh. Cái gì? Nhìn chú tội nghiệp gì, phải cho chứ. Ôi, chú. Dạ. Dạ, con gời chú. Thảo. Cái gì? Chụp tấm hình. Thôi, đường xá Sài Gòn móc điện thoại ra nó giật rồi sao? Tụi lao á, chụp đi. Chụp về quê nó mình làm từ thiện. Thôi mẹ ơi. Ý. Không chụp đâu. Không có ai chừng á. Ê, chú. Chú, giận hả, giận hả? Thôi, nó chơi chứ chụp tấm làm kỷ niệm, mình lên Sài Gòn mình gặp nhau mà. Rồi, vô đi, tôi chụp chân tấm. Giờ có ai không nè? Dạ. Rồi cừ lên đi, tôi chụp cho cái. Sát vô. Rồi chú, sát vô. Rồi, chụp tấm nha. Ngước mặt lên. Rồi cười cái đi. Rồi. Chưa tắm nữa nha. Rồi. Ê quán cơm đằng kia hả? Đằng kia con. Dạ. Mày thấy không? Cuộc sống này còn nhiều mảnh đời cơ nhỡ, mình cần phải giúp đỡ. Mày nói nhiều quá, đi ăn cơm đi, đói bụng còn chết nè. Đi thôi, đi. Tao tốt bụng quá. Vậy là bị gạt rồi. Rồi giờ hai cậu tính sao? Chắc lỡ bộ về với xảo láo. Bị điên. Thôi giờ về. Tối nay cứ ở lại đây. Mai sáng là về sớm, được không? Dạ, cảm ơn chị. Là hai đứa em ở ngủ đây xong sáng em ơi lộ bộ gì dưới hả chị? Này mày điên quá à. Kiếm ai có gian về chứ sao giờ. Nè, cho hai cậu, gửi hai cậu để có tiền lộ phí về xe đi ha, về quê đi. Trời đất ơi, chị ơi, chị cho tụi em ăn không tính tiền, chị cho tụi em ngủ lại đây, giờ chị cho tụi em tiền về xe đó chị. Mày thấy đó, Sài Gòn cũng có người này người kia, chứ đâu phải Sài Gòn là ai cũng xấu đâu mày. Đúng rồi, ở đâu á cũng có người tốt kẻ xấu hết á. Mà
mình cứ ăn ở tốt đi là mình sẽ gặp được người tốt thôi. Tao là luôn có niềm tin về cuộc sống này, nhưng mà tao thấy á, cái phong thủy ở đây á, nó không có hợp với mình. Mình về xẻo lá đi, xẻo lá vẫn là nhất. Con trai của mẹ ở nhà ngoan nghe không? Không có được pháo mà hoại đâu. Mẹ hứa là mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc và một người cha thiệt là xứng đáng với con. Thôi ở nhà nghe không? Mẹ đi đây. Má. Con. Má canh thằng nhỏ giùm cho con nha. Con đi công chuyện xíu, trưa con về. Cứ đi chơi. Đi chơi thoải mái đi con. Chơi xả láng, chơi tới bến rồi con. Yên tâm. Dạ má con đi. Đi chơi vui nha. Dạ. Cứ việc đi chơi thoải mái, yên tâm. Để má lo nhóc cho. Dạ. Ông Tư, ông Tư. Để, tôi biểu đây, ông Tư, ông Tư. Ông Tư, tôi biểu này nè, ông Tư. Trời chồng bà con bà vậy? Biểu này biểu nọ vậy? Làm gì vậy? Làm gì mặt như mừng như bắt được vàng vậy? Cái này á không phải là bắt được vàng, phải nói là bán được vàng đó ông ơi. Ông biết sao không? Hồi nãy trước khi tôi đi chợ á, con Hai Nhái nó mới gửi con cho tôi nè. Là như mới lần đầu nó gửi vậy? Lúc đó bà còn rèn nhỏ tối ngày gửi con bà biết hả? Giờ hớn hở ông. Bởi vậy cái tên tự ếch của ông không có quan tí nào. Sao chưa vậy là nhảy sổm với ông họng tôi ngồi. Hả ông ra, hả ông ra con tôi nhảy rồi được không? Tôi nói á là tự nhiên hôm nay nó gửi thằng nhỏ cho tôi, rồi ông biết nó gì không? Cái nó chân diện lên, nó mặc một bộ đồ đẹp. Tao nói nhìn nó mướt lắm ông ơi. Bà rảnh quá. Nhỏ không chân diện cũng nói, mà giờ nhỏ chân diện cũng nói. Bởi vì nói chuyện với ông chán chứ. Gì? Từ đó giờ, từ lúc đó có con nhỏ, giờ ông có thấy con mà nó sửa soạn không? Thì hôm nay tự nhiên nó ăn diện đẹp là ông phải hiểu là có cái chuyện gì rồi. Hiểu chưa? Nói gì thì nói hoạch tẹt đi, ấp ấp mở mở hoài. Mệt quá. Vậy tôi nói thẳng với ông nè. Trúc sinh trúc mộc đầu mình. Em xin, em đứng một mình cũng xin. Trời trời trời, ngâm thơ nữa trời. Nói chuyện còn đắm hơi nữa mà đã ngâm thơ trời. Nhưng mà con mình á, nó không có đứng một mình, một nách, nó ẩm một đứa con. Thành ra tôi cảm thấy không có con ma nào mà dám hó đó ông ơi. Thôi bà ơi, bà chắc không phải mẹ đúng không? Con của bà giờ bà dí mình tới con ma cũng không dòm. Bà tào lao mà. Ở xóm mình rất là nhiều thằng mê nó, chọc nó miết luôn. Ví dụ đơn giản thôi, thằng bẻ cò là thấy không? Trồng cây si trước nhà mình, trồng cây si mới có mấy rễ, bây giờ nó ra rễ chùm như dây luôn. Mình nó có ưng không? Không. Bẻ cò á. Ừ. Nếu mà nó có ưng á, tôi không chịu. Ủa sao hả? Bị gì á, con Hai Nhái nhà mình á, nó đã có một đứa con rồi. Thì tôi phải tìm một người nào có cái tài chánh cho nó ổn định để lo cho má con nó chứ. Đúng không? Nhưng mà cái thằng này nha, chắc có lẽ ok lắm ông ơi. Tôi nghe bà nói cũng có lý. Thôi ông, cái hũ rượu ông ngâm đó. Ừ. Khui ra, vợ chồng mình ăn mừng là vừa rồi đó. Không cần đợi lâu, một chút xíu bà vô bà làm mồi lấy cái hũ rượu ra quất liền. Vô làm liền. Gì kìa, gì mà mới uống mấy ly rồi đẩy nắp rồi. Thôi, uống nhiều đó được rồi. Chứ đã mà lâu lâu vui uống một cái ly. Thôi mà uống nhiều nó xỉn. Cho ông coi này nè. Hình con gái mình. Ông thấy không? Công nhận con gái mình đẹp thiệt. Chứ sao? Ừ. Nó giống tôi á. Nhưng mà có điều á, con mắt nó buồn hơn con mắt của tôi. Con mắt của bà hồi còn con gái á, nó cũng sụ giống vậy. Cái tôi mới hút bà về đó, nó mới dính lên được vậy chứ. Phải rồi. Hồi đó đó cũng nhờ mắt tôi sụ á, thành ra tôi mới chấm ông đó. Chứ thôi giờ tôi ưng ông bảy tiệm vàng á, tôi đeo vàng khỏi tay rồi. Từ tình tới ớn luôn. Thiệt à, mai là lấy tôi, bởi giờ có cháu ẩm bồng sướng nghe không? Lấy ông bảy tiệm vàng hả? Mơ à, không tới bà đâu. Gì vậy? Gì sao nó vừa đi vừa khóc vậy? Nó về kìa ông. Nhái. Cái gì vậy Nhái? Tím má mới về.
con bị sao vậy nhái? Dạ nó bị sao đâu. Sao con khóc? Không, con đi vô con rửa mắt. Nhái, chắc tụi nó gây lộn quá ông. Giận hờn vu vơ à? Sao rồi thầy? Bộ quẻ xấu lắm sao mà nãy giờ thấy cái sắc mặt của thầy tôi lo quá. Căng lắm mà nha. Như là cô gái tôi không ai thương thiệt hả thầy? Không, có người thương. Hả? Có người thương? Nhưng mà nói á, hai vợ chồng lo thêm. Cái người thương này á là người không phải cổ Trần này đâu. Không phải cổ Trần. Là duyên âm. Duyên âm? Duyên âm. Đúng rồi. Hả? Cái duyên âm này là cái gì? Là giống như là mấy kiếp rồi, nó thề non hạng biển, son sắt keo sơn lắm. Nên nó theo, nó phá cái nữ này nè. Nên cái nữ này á, không có đi đến với ai được đâu. Mà nếu có đi đến được cái đám cưới á, nó cũng phá banh cái đám cưới à. Trời ơi, ghê lắm. Hèn chi, lúc trước đã khó, bây giờ có con lại càng khó nữa. Đó đó đó, ý tôi nói là vậy đó. Nó khiến cái nữ này có con để khó có chồng hơn. Mà không phải thầy ơi, tuy nó có con nghe, nhưng mà cũng có nhiều mối lắm. Có nhiều mối nhưng quan trọng bây giờ có mối nào chưa? Tôi coi quẻ tôi biết, đừng có cãi tôi. Cái nữ này là nó vô cái quẻ này nè. Nó vô cái quẻ là hai cái câu thơ này nè. Để tôi nhớ nè. Hai câu là ra đường má đỏ môi hồng, về nhà nước mắt hai dòng tuôn rơi. Ủa, hai chồng làm gì lắc vậy? Mà đúng rồi, đúng rồi, hôm qua về thầy nói tới đây hả, tôi nhớ lại, tôi tâm phục khẩu phục. Hôm qua ông nhớ không, nó về nó khóc. Nhưng mà bây giờ có cách nào mà giải trừ được cái duyên âm này không thầy? Có chứ, có, sẽ giải được cái duyên âm này đó. Giờ mình á phải làm cái lễ cắt đi. Cắt cái gì thầy? Cắt cái gì? Tập dội cắt duyên âm. Chứ cắt cái gì? Nhưng mà làm cái lễ này lớn tốn tiền lắm rồi nha. Không sao thầy, miễn sao mà thầy cắt được cái duyên âm á là thiệt, tốn bao nhiêu tiền ở đây vợ chồng cũng con cũng lo được hết thầy. Đúng rồi thầy, miễn sao mà con gái tôi nó có chồng là bao nhiêu tụi tôi cũng chi. Rồi được. Dạ. Thấy hai vợ chồng thương con quá. Dạ. Tôi sẽ giúp cho. Dạ. Rằm tháng này nè, đưa nữ đó tới am của tôi. Dạ. Này giúp hai vợ chồng thì tôi cũng đi ngang đây, giống như mình có duyên với nhau vậy đó. Dạ. Nếu có gì thì gia đình tôi xin hậu tạ. Trăm sự nhờ thầy nha thầy. Rồi được. Duyên âm. Ừ. Bởi á, má thấy tình duyên của bay á, nó sao mà nó thâm thẳm chiều trôi, không biết chừng nào mới cặp bến được. Trời đất ơi, tại con không muốn thôi, chứ con muốn là có từ lâu lắm rồi má ơi. Đừng có xạo xạo. Sao mà bữa đó là mà đứa nào khóc sưng cả con mắt đó. Hồi nào? Thì cái bữa đó đó, cái bữa mà con bận một bộ đồ đẹp tuyệt đẹp đó, mày chân diện, mày tha son, mày tươi lắm. Thì là bữa đó mày đi chơi với bồ chứ gì nữa. Cái bữa mà con mặc áo màu vàng á hả? Ừ đúng rồi. Má đang nghĩ cái gì vậy? Thì đó, mày đi hẹn hò, mày đi hẹn hò với bồ. Rồi cái nửa chừng cái mày bị con ma nó phá. Nó phá xong làm cho hai đứa bay gây lộn. Rồi về cái mày khóc bù lú bù la với tía mày đó. Mày không nhớ hả? Má nói má nghe này nè. Thôi má đừng làm nội trợ nữa, má đi viết tiểu thuyết đi. Coi bộ vậy mà nhiều tiền lắm á. Thôi, mày đừng nói trống lãng. Ngày mai tao phải kêu thầy bố qua để cắt cái duyên âm cho mày. Con có gì đâu nhưng đi cắt duyên âm. Hôm bữa là má biết đi đâu không? Đi đâu? Con đi đóng phim. Cứ cạnh tranh với nó ta. Trời, muốn xuống dưới lắm hả? Không. Lao không. Đây nè, đó, bây giờ mình phải tìm cách mình cắt cái duyên âm đó. Thì sau đó nó mới muốn lấy chồng. Thì nó thì mày nhào vô. Đúng không? Đó, chưa từng nhớ nói vô cho con 5-7 tiếng nha. Cái này, tao không hứa nghe, hên xui á, hên xui. Cãi đi. Rồi. Còn bây giờ mình làm sao chú Tư? Bây giờ ha,
mày phải làm sao cho nó tin là có cái duyên âm theo nó, hiểu không? Con biết rồi. Ừ. Bây giờ nha, con sẽ giả làm người âm đi theo phá nhái. Trời trời trời, một cái duyên âm ở dưới là muốn chết rồi, đưa thêm thằng âm hồn sống mày nữa chắc chết luôn quá. Tào lao không, nó nhỏ nè. Dạ. Mày nghe không? Dạ nghe. Rõ không? Dạ rõ. Rồi hiểu không? Dạ không. Đi em coi. Có lùi trong mặt không chết. Tôi trông con hai nhái nó về chưa? À, kìa kìa. Không, về về về. Dạ tí máng mới về. À. Ủa? Con nói con đi mua sữa cho con mà sao mà đi về lẹ vậy? Con không đi nữa. Thằng Bảy Cò nó không chở con đi phải không? Hả? Sao tí má biết? Thì má nói đại. Tại hổm rài á, má thấy nó ít có qua nhà mình chơi. Mà nghe đâu ha, nó đang đeo đuổi con thấm lùng ở xóm bên đó. Nó mới lạc lẽo với mày đó. Cái gì? Xưa giờ con thấm lùng theo anh Bảy Cò chứ đời này anh Bảy Cò theo nó. Anh ghét nó còn hơn là muốn hút đứt bỏ đi mà. Tí má có lộn không? Lộn đâu mà lộn. Đó con thấy không, chính thằng Bảy Cò nó đeo đuổi con mười mấy năm nay mà bây giờ tự nhiên nó còn trở quẻ vậy đó. Con suy nghĩ có phải không? Có phải là con bị phá không? Chính xác đó. Ừ. Thôi đi. Sao mấy chục năm nay nó không theo, tự dưng giờ nó theo? Thì bây giờ con cứ thử đi, nghe lời tiết qua bên cái am đó, đó cắt viên âm thử coi coi có thay đổi gì không. Đúng rồi, đi cắt thử coi cũng đâu có hại gì đâu con. Trời đất ơi, con đã bị một lần rồi, tự dưng bây giờ đi tiếp tay cho ba cái vụ mê tín dị đoan đó làm chi vậy? Con mất tiền một lần rồi mà còn không sợ nữa. Mê tín cái gì mà mê tín? Cái chuyện này nói là có sách mới có chứng thì người ta chỉ sao nghe vậy đi nè. Điển hình như là cái vụ con Bảy Cò đó, hồi nào thì nó thương con đó, tự nhiên nay tự nhiên cái là nó cũng quay lưng với con, không thấy hả? Thôi không quan tâm, con đi vô. Nhai nhai. Trời đất ơi, nó không tin rồi ông ơi. Trời ơi, nói nó tỉnh bơ mà thấy không? Ừ, sao nói cách nào nó cũng không tin á. Vậy chắc tôi với ông á phải nuôi má con nó tới già luôn rồi. Không được, mình phải tính một cái phương án mới. Vậy đi, bây giờ mình thử mình chơi cái chuyện khác coi. Chết rồi, dạo này sao mình thấy sao sao trong người á ta? Sao mà cứ lạnh sâu gáy vậy trời? Sao mà cứ có cảm giác ai cứ sâu mình ám mình vậy trời? Không lẽ ma ám ta? Nhái. Anh Tèo. Em làm gì mà ngồi mơ mơ hồ hồ nói chuyện lảm nhảm mình như ma ám vậy? Trời đất ơi, anh Tèo còn thấy vậy nữa là chết rồi. Sao không thấy? Hồi nãy anh đi vòng vòng sau lưng em nè, anh kêu em có trả lời đâu. Mà cũng đúng, anh Mỹ Cò mà anh cũng dám quay lưng với mình thì không lẽ nào. Chắc chắn là bị ma ám. Em nhắc Mỹ Cò mới nhớ. Ừ, sao anh thấy em đi bộ mình đi chợ vậy? Còn Bảy Cò đâu không chở em đi. Anh mà cũng nhận ra được điều đó nữa hả? Đùi sao không thấy trời. Anh Tèo. Gì? Em hỏi anh này anh phải trả lời thiệt nha. Đó giờ anh có bao giờ nói dối đâu. Anh thấy tụi con gái với xóm mình á, với em khác nhau ở chỗ nào vậy? Khác. Khác. Có cái khác là tụi nó có chồng, còn em không có chồng. Chết, nhái, anh xin lỗi, anh nói chuyện không duyên dùng gì hết trơn à. Em đừng có buồn nghe nhái. Không mà nó đúng thiệt. Mà công nhận nha, tụi nó bằng tuổi em mà tụi nó chồng con đùm đề vậy á. Còn em thì có con mà không có chồng là sao ta? Ai biết đâu. Chắc chắn là bị phá rồi. Chết rồi. Mà anh Tèo. Gì? Từ trước tới giờ á, anh có bao giờ nghe tới ba chữ cắt duyên âm chưa?
cắt duyên âm mà. Có hồi xưa kế nhà anh Tèo á, có cái cô đó cô 40 tuổi rồi mà cô chưa có chồng. Cái bà đi coi bói, thầy bói nói là bà bị cái gì duyên âm gì đó, phải đi cắt duyên âm mới được. Rồi bà có cắt không? Cắt chứ sao không, 40 tuổi không có chồng, người ta kêu làm gì phải làm chứ. Rồi bà có chồng chưa? Có, cắt xong cái bà có chồng liền luôn. Mà có điều bà lấy chồng người ta cho nên đi quýnh quá trời luôn. Kêu tía má ra mới được. Thôi nhưng không, mình phải quýnh úp nó mới bất ngờ. Mình phải thể hiện bản lĩnh của một người mẹ đơn thân. Vô. Bố người ta ăn trộm, bố người ta ăn trộm, bố người ta ăn trộm. Bố người ta ăn trộm. Ăn trộm ăn trộm. Mày mày với bự. Hình như má nghe cái giọng này quen quen. Quen thiệt con ơi, giọng này quen lắm. Trời ơi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ. Cái mặt bị trầy nữa này. Nè là ma nè, duyên âm nè. Người âm chưa hại mà thấy toàn người dương hại nhau không rồi đó. Trời ơi, tôi biết rồi. Chút xíu nữa là mày cắt hầu khẩu tía về dưới luôn rồi. Là tao thành người âm luôn rồi nè. Tại thế à? Ủa? Kêu biết xin thôi chứ có gì vậy? Reception. Sao tao mệt quá xin xin vậy? Tao không biết. Mày tao nói mày nghe nè. Mà sao tao nghe nói trên Sài Gòn làm ăn được lắm, thành công lắm mà tụi bay nói sao á nha. Trời ơi, thôi cô ơi, mỗi người là có một vận số khác nhau, đâu phải ai cũng như ai đâu, phải không chị? Còn mày nữa, tao tưởng mày đi làm ca sĩ dữ lắm. Tía mày nói à, đêm nào nó cũng đi hát. Ai về nó hát xe kẹo kéo. Trời đất ơi. Còn nhỏ này nữa, mày làm gì dích xình trên thành phố là cái nghề gì tao đâu có biết đâu. Tao mệt quá, tao mắc cười quá. Công nhận đứa bắt kẹo kéo, đứa đi dích xình. Nó nghe. Sao bà chủ quán mà bà có duyên dễ sợ vậy? Bởi vì chính vì cái sự duyên dáng của bà, cho nên khách á, vô quán ba ngày nào cũng nườm nượp. Không có chỗ ngồi luôn á trời. Đủ chỗ để đá banh thôi. Nghe không? Ờ ha, hiểu rồi đó. Ê nó nghe nè. Ông Tâm á, ông mới mở quán cà phê, lên mình ủng hộ ông đi. Ông Tâm chồng bà Tình đó hả? Đúng rồi, hai vợ chồng Tâm Tình. Hồi đó ở trên Sài Gòn cũng làm ăn, nhưng mà về với xẻo lá mình mở cái quán rồi nè, qua ủng hộ. Đến nào qua quán mới thử rồi nha. Cô đã chưa? Ngủ tới giờ này còn ngáp. Đó, xè cánh bướm nữa. Tao nhìn mày xè cánh bướm riết rồi tao muốn ghiền luôn á Tâm Tàn. Dạ, thưa tía, con mới ngủ dậy. Rồi, mới ngủ dậy đó hả con? Dạ. Anh Bảy mày á, nó làm quần quật cả ngày nay ngoài ruộng á, không ra ngoài đó tiếp người ta. Ngủ tới giờ này mới thức, còn nó ngồi đó mà ngáp nữa. Trời ơi tía, tía cũng biết rồi. Tay chân của con nó mềm yếu gì nè, vì sao mà ra ruộng làm nông như anh Bảy được tía? Phải có công việc nào nó phù hợp với con người con mới được. Con nói nghe cũng phải. Dạ. Tía có cái này nè. Cái gì tía? Ơi Bảy nó mới bán lúa cũng được mười mấy triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 12, 13, 14. Cho mày 200 nè. Dạ con cảm ơn tía. Gì mà cho có 200 trời. Kêu đeo đuổi theo nghề nông đi, người ta có tiền nhiều. Mơ mộng làm ca sĩ làm gì? Tối ngày cứ chùm mền, thức dậy cái xè cánh bướm. Trong túi không có đồng bạc. Trời ơi, tía biết rồi đó. Tía má sanh con ra, con là ngoài được cái là con đẹp với lại con hát hay thôi. Chứ con đâu có được như anh Bảy Cò đâu tía. Đúng rồi, tía sanh ba đứa con, nói chung đứa nào cũng đẹp. Sáu nhú thì nhờ là thẩm mỹ viện. Còn Bảy Cò nó đen đúa là tại vì nó lo làm ruộng làm nông. Chỉ còn được mình con ở trong mát ngủ không, thành thử trắng như bông bưởi luôn. Con là đẹp nhất nhà đó. Dạ đúng rồi tía. Bởi cò á, tuy giờ nó hát không hay, nó không đẹp trai như con, nhưng mà nó nhờ làm ruộng, thành thử nó có tiền nhiều. Năm nay nó làm hai vụ đó, là đủ tiền cưới vợ đó. Còn mày cứ cà nhông hoài đi, có tiền mau giàu lắm đó con. Ơi, tiền nhiều bỏn túi nó cũng nặng quá thôi, vô cất. Cứ sao xài cho hết ba cái tiền này. Riết rồi nhìn vòng vòng xung quanh, ai người ta cũng sự nghiệp công thành danh tỏi hết. Còn mình, chẳng lẽ từng tuổi này cứ dậm chân tại chỗ hoài sao ta? Mà tự trên cái đất Sài Gòn trở về cái xóm xẻo lá này, rồi mình biết khởi nghiệp từ đâu? Lạng quạng bậy bạ cái là thất bại như chơi đó. Bây giờ phải tính đường nào giờ trời. Ủa Tám. Ủa anh Tâm, nghe nói mới mở quán cà phê hả? Đúng rồi, bữa nào rảnh á ghé quán ủng hộ anh nha. Ừ em biết rồi. Ủa bộ anh đầu tư vốn nặng lắm á, gì mà sao treo cái bảng bán vườn vậy? Tại anh đang cần một số vốn nên mới bán vườn, chứ làm vườn cực khổ quá mà không có tiền em ơi. Trời ơi anh nói làm sao á, chứ tía má em kìa mới bán mảnh vườn ở bển tiền nhiều dữ lắm. Em nói vậy á, bán vườn á mà có tiền thì mắc mớ gì người ta bỏ quê lên thành phố. Ủa không lẽ là tía em nói gạt em sao? Nè anh á đang mở rộng một mô hình kinh doanh mới. Làm ăn có tiền dữ lắm. Ủa mà anh kinh doanh gì vậy? Thì bán nước với lại là biên số. Mà bán nước á là chỉ phụ thôi, biên số đề mới là chính. Đây, trong này có số điện thoại của anh nè, có gì á em alo cho anh. Dạ em biết rồi nha. Mà bí mật nha, anh em mình biết thôi, đánh số đề dễ chúng có tiền đó. Dạ. Ừ anh Tàn, tôi nói mày nghe nè, bây giờ mà còn cái thời buổi mà trồng rau nè, làm vườn hay là chăn heo chăn bò chăn vịt chăn gà đồ đó, làm sao mà giàu nổi thiệt. Chị thấy là bây giờ á em phải nên chơi cái này nè, chơi một số mà ăn mấy trăm ngàn luôn. Cái làng xẻo lá mình mà chơi nha là phải re. Trời ơi thấy gì chứ không có dễ ăn đâu bà nội ơi. Thì cũng có lúc ăn lúc thua, nhưng mà mày nhìn đi, cái mặt mày sáng tài vậy nè, mày thông minh dễ sợ luôn. Nhìn cặp mắt mày là tao biết thông minh lắm. Mày dùng chất xám mày thôi chắc chắn mày sẽ ăn. Bây giờ cũng muốn biết không nè, nhìn nè, thấy vòng nè, thấy nhẫn của chị không? Đó nè, đây đây đó, từ cái đó mà ra hết á. Chơi cái này á dễ không vậy? Dễ ẹt hả? Vậy bà chỉ tôi hợp tác chung đó nha. Biết ngay rồi. Bây giờ muốn hợp tác đúng không? Mày đi theo tao tầm sư học đạo đi, rồi đời mày sẽ lên hương. Tin tao đi. Gì hả? Mà cái chuyện này á, bà đừng có nói cho tía tôi biết hay ai biết nghe chưa. Tía tôi biết là tía tôi giết tôi chết luôn á. Khùng hả nói mày, con kịch tàu tao chết á. Trời ơi, trúng rồi. 68 đài chính, trội một lô 5.000 là được 400. Mà tức thiệt luôn á nha, bởi bữa đó dứt luôn 50.000 là được 4 triệu rồi.
cái con số này nó hợp với cái đài này dữ lắm. Thôi kệ đi, chúng nhiêu đây cũng khai lộc. Dạ tía. Mày mắt đằng dưới hay gì, tối ngày tao nghe mày nói chuyện mình mày hoài hả tao? Dạ tại con chơi game á tía. Tối ngày đem cơm qua trên bể mày, bữa nay nó xuống giống nó không có về ăn cơm được. Dạ để con đem cho anh Bảy nha. Dạ con đem cơm nha tía. Dạ thưa tía con đi. Này bữa nay sao dễ sai quá ta, có vấn đề gì đây nè? Trời mình tắm tàn chúng đề ta. Anh Tâm cho em lấy tiền đi, của em á chúng được 400. Dạ mày á vừa sổ á thấy cái bản mặt mày liền à, giống y như một cơn gió vậy đó. Trời đất ơi, lúa về phải hốt chứ anh. Ủa anh, em tưởng anh mở quán nước lớn lắm, tự nhiên cái nhìn cái quán của con húm vậy đó hả? Ừ thì lúc đầu á cũng tính là như vậy á, nhưng mà khi bán được ruộng rồi á cái có một mớ tiền thôi gửi ngân hàng lấy lãi cho chắc, rồi từ từ tính em ơi. Trời ơi anh vậy là anh hay lắm đó nha, thời buổi này ruộng đất bán rất là khó, rồi anh rao lên cái người ta mua liền là hên lắm đó. Chứ làm sao, người ta chịu giá cái người ta trồng cứu một à. Ủa chị Tình. Tấm Tàn. Bữa nay bảnh bay. Trời ơi em lúc nào không bảnh lúc nào không đẹp, chị cũng đẹp chứ đó, nhưng mà thua em xíu thôi. Ủa mà chị đi đâu mấy nay không thấy chị vậy? Trời ơi ba làm đủ thứ mày ơi, rài đây mai đó, mới về sớm xẻo lá nè. Ê qua lấy tiền đề đúng không? Đúng rồi. Làm gì mà nói to gì vậy, miệng bung hô à, bộ muốn hốt cả đám hả? Tấm Tàn mẹ có số không, cho chị này ghi lít hên với coi. Trời đất ơi chị còn cao thủ hơn em đi hỏi chị mới đúng. À mà thôi em về nha, nó nghe nè, bữa nào có một số ngon ngon em nhắn cho đánh. Nhớ nha. Rồi em về nha, bye. Nhớ nha, có gì cứ nhắn cho anh nha. Rồi em biết rồi. Ông ơi đưa tiền tụi nó chưa vậy? Rồi nhưng mà còn thiếu mấy chai. Gì kỳ vậy, sao cứ trả tiền mà còn thiếu là sao? Thì tại vì mình trả chậm mấy tháng nên nó đẻ ra lãi. Đúng là tụi cắt cổ mà, lãi có bầu đâu mà đẻ. Bà nói cái gì kỳ vậy? Nè bà đừng có buồn nữa, để từ từ rồi tôi mằng tôi trả nợ sao nha bà. Ê Tấm Tàn, Tấm Tàn giờ uống nước. Làm gì uống gì cô làm cho. À thôi con uống đâu. Mày mới qua nhà tắm uống cà phê đúng không? Hồi nào thì có qua bển thiệt, nhưng mà không có uống, chỉ bằng công chuyện thôi. Thiệt không? Thiệt mà. Ê quán nó đông không vậy? Trời ơi quán ấy nhẹ à, quán cô ngàn được một hai khách, quán không có khách nào. Tao biết mà, quán nó là trá hình thôi, chứ gì ba cái bàn mũ thấp lè tè đó mà bán buôn cái gì, đúng không? Thì ổng chủ yếu á là ổng ghi đề mà. Ê bên đó mày có ghi đề không, mày ghi cho tao đi. Cô ghi đề nữa hả? Ừ. Thì tự qua bển ghi đi. Mày nói sao vậy, tao nói là đối thủ với nhau sao qua ghi được, mày ghi giùm tao đi nhá. Ờ vậy cũng được. Ê nhưng mà được mét tía con nha. Biết rồi. Tía không biết là chết luôn nha. Tao biết. Tao cái gì tao nói, chuyện anh chức khoát không nói. Rồi 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 con biết, đánh số gì chút nhắn tin qua ha. Thằng Tám Tàn nó gửi số nè bà. Hết giờ rồi đó, đừng có nhận nha. Kệ đó, số này chắc chiều không có ra đâu. Mà thằng Tám Tàn nó có biết quýnh số đâu mà bà sợ. Ừ giữ đó đi, rồi chiều nó trúng không có tiền mà chung. Mà bà nói gì đâu mà ăn mắm ăn muối xui xẻo không vậy? Ham dữ. Hôm qua mày cho tao cái số còn thiệt nha, trúng luôn. Trời đất ơi con nói rồi thấy không đó, bởi hôm qua cô đánh nhiều đứa cô không chịu, cô nhát quá à, không là bữa nay trúng bể tay rồi. Thì mới ban đầu mà cũng rung tay chứ. Mày đi lấy tiền giùm cô đi, thì giờ đi cô pha trà đá cho uống không lấy tiền đâu. Trời đất ơi tưởng cho mình tiền cò tiền công gì, trà đá chắc nhiều tiền quá ha. Thôi
thôi mà, đâu trúng nhiêu đâu rồi cái gì bị mất tao bù cho ha. Được rồi, chọn chút lấy giùm cho. À, anh hai. Dạ tía. Hai. Anh về đây làm gì, hai con cháu chụm đầu châu mỏ rù rì rủ rỉ âm mưu gì đây? À, có, em nhờ nó chút chuyện, đâu có gì quan trọng đâu anh. À, dạ thôi, dạ thưa tía con đi về. Dạ. Anh hai vô nữa anh hai. Anh hai uống gì anh hai? Y như cũ. Dạ. Thanh Tàn. Anh Tâm, mới trúng con nữa đó, cho em lấy tiền chung đi. Em á, hay thiệt đó nha, y như là thánh đề luôn vậy đó. Đánh đâu là trúng đó, đánh đâu là trúng đó. Trời đất ơi, cái này đâu phải đơn giản đâu anh. Em phải lao động trí óc, dắt óc ra mới có được con số chính xác ngon vậy đó. Nè. Dạ. Số hôm qua mày gửi á là trễ giờ rồi đó, không có tính nè nghe. Ủa, có gì kỳ chị Tịnh, em gửi đúng giờ mà. Không tin á, mày mở điện thoại mà coi tin nhắn đi. Mày gửi quá giờ, tụi tao gửi bển người ta đâu nhận đâu. Mà sao trễ giờ chị không báo cho em biết để quỷ. Bây giờ em trúng ai chung cho em đây? Thì ổng lu bu quá, ổng quên. Trời, chị làm ăn mà chị nói chuyện ngộ thiệt luôn á, quên là làm sao? Người ta quýnh, người ta đưa chị tin nhắn rồi mà. Thì ổng quên, ổng nói ổng quên đi, đúng không? Thì... trời đất ơi, gì kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ? Sao mày hiền quá vậy? Nó nói vậy mà mày cũng chịu nữa hả? Trời đất ơi, nó có hai vợ chồng, còn tôi có một mình, cô không thấy làm sao? Sao mày không kêu tao tiếp? Trời, nó không chung á thì mày phải đền cho tao. Trời, cái gì vậy? Tôi đi biên giùm bà, tôi không lấy tiền cò thì thôi, chứ bà đòi tiền tôi ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ. Ê mày, tao có lùng chứ có lạ nha mày. Tao không biết, trả tiền cho tao. Không. Ông Tâm, bây giờ chừng nào trả tiền cho tôi? Trời ơi, bây giờ ông còn đòi sang quán luôn á hả? Cái quán này sang được nhiêu? Chưa tới 1 triệu. Trời ơi, bây giờ tôi không cần biết. Ngày mai ông phải trả tiền cho tôi. Nếu không ông đừng có làm ăn ở cái xẻo lá này. Sao? Ông có thường tôi đó hả? Nãy giờ ông ăn hiếp tôi quá mà. Trời ơi, ông không nói gì hết luôn. Ông mở miệng ông nói coi. Thôi ông đính luôn đi, ông đừng có nói gì nữa đó. Ngày mai trả tiền cho tôi. Chưa hát mới ra lời mới hả anh? Rồi lấy cho em xiết nha. Dạ, xíu qua lấy đi. Tấm tàn thì nói được là làm được. Tay trắng làm nên sự nghiệp. Bây giờ tôi thành đại gia rồi đó. Cái xóm xẻo lá này nè, có ai dám khi dễ tôi nữa không? Không lấy chồng thợ bạc mà vẫn đeo vàng đỏ tay. Cô đã không? Giờ này còn nằm phè cánh nhạn ra đó ngủ. Còn cười nữa hả? Nó đập mắt dịch giờ nghe anh. Rồi dịch ơi. Đó. Vậy. Giờ này còn ngủ hả? Dậy coi. Trời ơi. Nữa, xè cánh bướm nữa. Cái gì vậy tía? Con đang ngủ mà. Tao nói rồi đó nghe. Cái này mày đặt tập tành đánh số đề phải không? Có không? Đúng không? Tiếng đi ra ngoài, tiếng nghe lời người ngoài rồi về tí la con hoài. Chừng nào mà có bằng chứng thì tí hãy nói con. Chà, bữa nay ngon quá em. Dám đòi bằng chứng với tao nữa hả? Anh nói trước rồi đó nghe. Sung sướng không muốn hả? Muốn đi ăn mại gì? Muốn bỏ xứ trốn đi chứ gì? Giờ cái xóm này coi, bao nhiêu người bỏ xứ trốn đi không? Cũng vì ba cái số đề, số đầu số đuôi đó. Mày muốn đi không? Tao cho đi, thấy không? Con cái lớn nói cái gì cũng phải nghe cái đấy chứ. Có đâu mà ba cái chuyện gì mà sáp vô đó mà chơi. Tao nói vậy đó nghe, tao đập mắt dịch ra. Thiệt luôn á, đang nằm mơ cái giấc mơ giàu sang. Mới bắt đầu giàu sang, chưa kịp hưởng sung sướng gì hết trơn, cái tỷ kiều tỉnh luôn. Mà ai báo cho tía biết chuyện mình quýnh số đề vậy trời? Con không biết mày ghi á,
chứ bên thằng Tâm á, ghi đã đợi nó không chung tiền cho cô. Trời ơi, thôi đừng có nhắc tới ông Tâm giùm con đi. Ông đó làm việc kỳ cục lắm, nợ con quá trời nè mà đâu có trả đâu, hứa hẹn hoài luôn. Dữ vậy hả chủ? Nói tới mà bực mình luôn á. Công nhận mày làm ăn khá dữ ha. Thôi thấy vậy thôi chứ bảy nổi ba chìm với nước non lắm. Đừng có đánh giá bề ngoài, con cũng khổ lắm. Thiệt. Mà tao công nhận nha, cái nghề này á, ngon thiệt á. Ừ chứ sao. Không cần mặt bằng, không cần quảng cáo, không cần nhân viên gì mà khách vô ào 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 mày. Hay thiệt luôn á. Thôi bây giờ đánh số mấy nè? Thôi tuần trước á, tao theo con số 35. Ăn đúng không? Theo nó quá trời. Theo không có được cái gì hết trơn á. Đến khi mà hả tao bỏ tao không theo nữa, cái nó về á, tao thua quá trời quá đất luôn. Trời ơi, ba cái đó đồ bỏ, quỷ ma. Bây giờ đánh số mới đi. Thôi, đừng có dụ. Tao nói hả, cờ bạc là bác thằng bần à, không có chơi nữa. Cỡ tuổi tao rồi, mày đặt bây giờ cờ bạc á hả, lỡ hơi nó sạc nghiệp của tụi nó cười tao thúi mũi luôn à. Với lại hôm qua tao mới coi tivi, tao thấy công an á, nó hốt nguyên một ổ luôn. Ôi trời quẻo. Bài bạc đề đớm gì cá ngựa rồi á hả, đá gà tùm lum tà la, tao sợ lắm mày ơi. Ui, không chơi đựng trụ cô ơi. Cô nhát quá à, làm sao mà làm giàu nổi. Thôi, không chơi thôi. Thôi kệ tao đi, tao nhát thôi cho nó yên. Ê, Tán. Hả? Mở giùm cho nước mắm coi. Ủa? Bộ trưa nắng nóng quá, tính uống nước mắm giải khát hả bà nội? Nhiều chuyện quá, mở giùm đi. Cứng quá nè. Ghê vậy? Cái thân bị lớn, mở cho nước mắm không nổi nữa. Văng nó nha mày. Nè, nó văng vô mặt tao đi. Từ. Mày men lên coi. Trời hói hoài. Từ. Rồi. Trời mở gọn bưng luôn ha. Mà bà muốn nước mắm làm gì vậy? Thì vợ chồng Tâm á, biết không? Hùng vốn làm ăn hết tiền rồi, hết tiền mua nước mắm luôn, tao mua giùm. Ủa thì mua giùm thì đem qua bển cho người ta mở luôn, mắc mớ gì phải mở giữa đường chứ trời. Mày điên quá à? Đánh quá đứng giải thích với mày. Trưa nắng cũng hỏi Hùng. Bực mình ghê, đen công trăng chuyện đâu. Trời đất ơi. Chai nước mắm quýnh số mấy ta? Bây giờ sao? Có tiền trả chưa? Vẫn im lặng hả? Thì cái nhà gì? Tức mình ghê đó. Vậy không nói hả? Im hả? Im nè. Im. Tưởng là xăng hả? Nước mắm đó. Nhưng mà lần sau á là xăng chứ phải là nước mắm đâu. Tám đâu? Tám! Nguyễn Nhân Tám! Ra biểu! Tám! Giờ này còn ngáp hả? Tía kêu con cái gì vậy tía? Mày đừng có làm bộ tỉnh. Tại sao bữa hôm tía nói rồi mà bữa nay còn tiếp tục chơi số đề là sao? Dạ, con đâu có chơi ở đâu, con bỏ rồi mà tía. Mày dám chối nữa hả? Cả xóm này người ta đồn rùm kìa. Tao nói mày qua bên nhà thằng Tám á, ghi số đề bệnh á, có không? Dạ không có, con không có chơi, con bỏ rồi con thề á. Mày đứng ra đó. Tám, mày đi luôn đi nghe. Về tao đập nát đít luôn đó. Con cái hết biết thiệt chứ. Con Hồng ơi, bộ quán ế có đóng cửa vô buồn ngủ này hay sao vậy trời? Tấm Tàng, nói nghe nè Tấm Tàng. Nói nghe nè. Cái gì con Hồng? Mày biết chuyện gì chưa? Chưa. Tao mới đi ra ngoài xã, tao ngóng chuyện đó tao biết á. Công an á hốt hết cái ổ đề của cha Hùng rồi. Rồi cái con Kiều Mập á, chân rết của ổng cũng bị dính luôn. Hai vợ chồng á, tâm tình gì đó cũng bị hốt luôn. Rồi Hà bóc lịch hết trơn rồi mày ơi. Tao nói thiệt với mày nha, tao mà không gì mày á, tao không báo cho tía mày biết á, để kéo mày về á. Bây giờ mày cũng dính trong đó luôn thì có đó. Trời đất ơi con Hồng, con cảm ơn con Hồng nhiều nha. Nhờ con Hồng nói chứ không là con đi bốc lịch chung với tụi nó rồi. Thôi không cần cảm ơn gì đó, xí xóa đi. Bây giờ nói nghe nè, dặn nè, tiền bạc á thì bây giờ rõ ràng ai cũng cần hết, ai cũng khoái á. Tao là tao khoái nhất nè. Mà bây giờ tao thấy cái chuyện gì á, làm cho đúng pháp luật, đúng đạo đức của mình thì làm, không được làm bậy làm bạ nữa nghe chưa. Con thấy được hôm nay là cô nói đúng nhất luôn á. Con cảm ơn cô Hồng nhiều nha. Nhưng mà bây giờ á, con phải bắt đầu gian nan trên con đường khởi nghiệp rồi nè.